cột nó ngồi lên. Biết chị đi chợ được chứ không? Ôi, chị định về nhà rồi kìa. Chị ơi kìa. Ôi, chị về rồi kìa. Ôi. Chị ơi. Đây. Về rồi. Nãy nhá, con có nhét được đâu, con cầm cái này. Con ở nhà con ngoan không? Con chăn gà hổ bác không? Không, người ta lỡ xong á. Thế con có đi học không? Em khỏi rồi. Mệt quá. Em khỏe chưa? Khỏe rồi nhé. Bác sĩ cho em đồ chơi này. Bác còn chưa mở xem đấy. Con chưa được chơi đâu. Này em ơi. Này. Bác sĩ cho em đấy nè. Bác sĩ chịu em tay đâu nhỉ? Em chạy chiếu chị đi. Chị ơi, bác sĩ chịu đây. Bác sĩ chịu tay con đâu nhỉ? Con. Em phải tiêm hả bác? Bác sĩ phải tiêm đấy. Mỗi ngày tiêm 2 lần. Ôi, này đi mày nhiều nhỉ. Em uống, em không ăn gì, em gầy đấy. Không về nhà thế này. Đây này. Thế bác đi làm cái gì cho pha mì tôm cho con ăn nhé.
Về đây chắc nào. Ủa, rồi hết rồi. Đấy. Rồi. Yeah. Thế nhỉ. Đây này, cái này là hình vuông này. Rồi lắp vào không thắng á. Con đi học đi nhá, bác em ngồi khỏi bác thì con em đi nhá. Con cắt từ đi nhá. Con cắt từ đi nhá. Đây đây, con phải nhớ đây này, mẫu ở đây này. Đấy. Con nhìn mẹ làm nhá. Đấy. Nó mưa nhiều quá sao giáo chết này. Quen à?
Thế đây mẹ này. Thế đây. Để bắt ếch cho con. Vừa đây. Mẹ ếch. Ờ mẹ ếch. Tốt đi đến. Ôi ô. Đây. Nu nu. Nu nu nu. Mày tránh đi á. À con đi á. Con đi về đi nhá. Vâng. Ôi. Ôi. Ôi nặng quá. Ôi. Nặng không? Nè. Ôi. 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 Được rồi, bỏ đây thôi nhỉ. Ôi ôi, móng ở đâu nặng thế. Móng. Rồi. Bỏ con bỏ ra, con bỏ ra. Ôi. Ôi, ừ, đến đây thôi. Rồi, 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 đi về đâu? Đi. Về thôi, lại lấy tiếp nhỉ. Đi, đi. Đi về đi. Mày kéo á, mày kéo đi đi, đi. Mẹ rửa chân tay rồi nhá. Xong mẹ lại thử thế con nhá.